Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Trang Lê được cho là một trong những người có ảnh hưởng lớn, góp phần thay đổi ngành công nghiệp thời trang Việt Nam chục năm trở lại đây. Chị hiện là Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế Đông Nam Á, người đã đưa phong format các cuộc thi đình đám như Net Top Model, Project TRANGWAY về Việt Nam. Trang Lê đứng ra tổ chức 11 mùa Việt Nam International Fashion Week thành công, giúp đưa tên tuổi các người mẫu như Tuyết Lan, Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mâu Thủy và nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Chuyển được đông đảo khán giả biết đến. Người phụ nữ quyền lực của làng Mốt Việt hiện là mẹ đơn thân. Sau khi ly hôn Trang Lê nuôi hai con một trai một gái. Con trai chị, áo trắng, 17 tuổi còn con gái 15 tuổi. Cả hai đang học tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Dịp Tết Tân Sửu, Trang Lê từ Sài Gòn ra Hà Nội đón năm mới bên bố mẹ và hai con. Trang Lê diện áo dài cách điệu chụp ảnh cùng con gái tên Gia Hân. Chị luôn là thần tượng trong lòng các con. Bố Trang Lê đã nghỉ hưu nên có thời gian thường xuyên bay vào Sài Gòn thăm con gái và ủng hộ các chương trình thời trang do bà Trụng Lạng Mốt tổ chức. Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế Đông Nam Á có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà mốt. Tết tân sửu này chỉ có cả sưu tập áo dài đủ kiểu, đủ màu. Cả năm bận rộn với vai trò nhà sản xuất, trưởng ban tổ chức nhiều cuộc thi, sự kiện lớn trang lê rất hạnh phúc khi đón năm mới thảnh thơi, bình yên bên gia đình. Trái với hình ảnh sắc sảo, quyền lực khi điều hành công việc, lúc ở nhà trang lê là người mẹ đảm đang, thích nấu nướng chăm sóc các con, dọn dẹp, trang trí không gian sống. Bà chùm làng mốt, không sở hữu vóc dáng mảnh mai hay chiều cao ấn tượng nhưng chị rất tự tin mặc các thiết kế nổi bật. Năm 2021 Trang Lê dự định tiếp tục tổ chức cuộc thi The Face, Việt Nam Sờ Nét Tốt Mô Miss Fitness và sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Chỉ có kế hoạch mời các nhà mốt quốc tế đến Việt Nam khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn. Trang Lê quay quần bên đại gia đình mừng xuân mới. Chị hiện sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện phát triển công việc còn hai con và bố mẹ ở Hà Nội. Hương Giang